Xin chào tất cả mọi người. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ làm một video, nghĩa là cho chim bồ câu ăn thức ăn gì để cho chim nhanh lớn và mình vẫn tiết kiệm được tiền, và cũng như là cho chim bồ câu ăn vào giờ giấc như thế nào nhé. Cái nội dung này thì rất là nhiều người quan tâm và anh em nhắn tin hỏi mình rất là nhiều. Và ngày hôm nay thì mình sẽ làm cái nội dung này để cho anh em xem luôn. Có nghĩa là cám chim thì cho ăn cám gì, và có nghĩa là mình trộn thức ăn như thế nào, cũng như là cái để mình giảm bớt được cái lượng chi phí bỏ ra anh em nhé. Nhưng mà chim thì nó vẫn rất là hiệu quả. Rồi, trước khi mà đi vào cái vấn đề trộn chim thì mình sẽ cho anh em đi xem một vòng tiếp này cái trại của mình. Đây là cái thời điểm mà trước khi mình cho chim ăn anh em nhé. Thì đây anh em có thể thấy là chim hiện tại là rất là to này, nhưng là chuồng nào nó cũng có chim ra ràng cả anh em ạ. Thì anh em cũng biết là một ngày thì mình sẽ cho chim bồ câu ăn 2 lần nhé. Có nghĩa là vào buổi sáng và buổi chiều. Mình hay nói là nuôi chim bồ câu thì nó đỡ cực, cũng là nó đỡ vất vả, và mình tranh thủ được thời gian hơn rất là nhiều so với nuôi những con vật khác. Và nó gọi là một cái công việc mà nó tương đối nhẹ nhàng đó mọi người. Thì nó có thể là người già nuôi cũng được này, rồi người trẻ nuôi cũng được này. Thì chính vì vậy nên cái việc mà nuôi chim bồ câu hiện tại thì nó gọi là nó trở thành một cái mô hình được rất là nhiều người quan tâm ấy. Thì ngày hôm nay thì mình hy vọng là cái nội dung của mình sẽ được rất là nhiều người ủng hộ và quan tâm. Thì đây anh em có thể xem này. Đó là trại chim bồ câu của mình, là trại chim bồ câu, cái giống của nó là giống siêu thịt của Thái anh em nhé. Titan siêu thịt đấy. Thì mọi người có thể thấy là cái trọng lượng rất là to. Con chim nó gọi là khổng lồ luôn anh em ạ. Thì một ngày thì mình sẽ cho chim bồ câu ăn 2 lần. Buổi sáng thì mình cho vào 8 giờ sáng anh em nhé. Vào 8 giờ sáng, còn buổi chiều thì vào khoảng 2 giờ chiều. Còn ở trại mình thì bây giờ là buổi trưa anh em ạ. Buổi trưa trước giờ ăn ấy. Thì mình quay video để lát nữa cho anh em xem là mình trộn cám như thế nào, cũng như là con chim bồ câu khi mà mình cho ăn thì nó ăn như thế nào ấy. Thì anh em sẽ có một cái nhìn nó đầy đủ hơn về nuôi chim bồ câu. Rất là nhiều người hỏi mình là hiện tại là 50 tuổi, 60 tuổi rồi không làm được việc nặng, có nuôi được chim bồ câu hay không. Thì mình hay trao đổi, mình không có đinh ninh là có nuôi được chim bồ câu hay không, nhưng mà mình luôn tư vấn cho anh em. Có nghĩa là cái nuôi con chim bồ câu nó khác với nuôi bò, nuôi heo, nuôi gà. Có nghĩa là mình xách cái xô cám mình đi bỏ vào những cái máng ăn thôi, chứ mình không có phải mình khuôn vác gì nhiều cả. Còn anh em mà nuôi bò ấy thì anh em phải chăn nó này, dắt nó này đi gặt cỏ này, thì nó rất là vất vả luôn. Nuôi heo cũng vậy, anh em phải nấu cám cho nó ăn, rồi anh em phải đi chặt chuối, rồi anh em phải đi xay, nó rất là mệt. Nuôi gà cũng vậy, đặc biệt là nuôi gà công nghiệp ấy, thì mình phải đầu tư rất là nhiều. Đặc biệt là có những cái mô hình họ nuôi gà bằng cái vòng tròn khép kín đó anh em. Họ nuôi trong phòng máy lạnh nhé, cũng như là cái hệ thống mà lấy trứng của nó hoàn toàn tự động, thì nó tốn rất nhiều chi phí. Thì nuôi chim bồ câu thì mình hay nói là nó đơn giản là như vậy đấy. Thì mình chỉ cần cái lồng của nó đơn giản này, rồi buổi chiều mình đi lượm trứng, một ngày cho ăn 2 lần thôi anh em. Còn những khoảng thời gian khác thì mình có thể làm được những cái việc khác, đặc biệt là công việc làm nông mà, thì mình có thể tận dụng được khoảng thời gian mình làm được chăn nuôi thêm những con khác, con gà, con vịt ở nhà mình. Và mình nuôi tầm khoảng vài chục đến vài trăm cặp chim bồ câu thôi, thì mình nói chung là mình cũng không bị cuốn vào cái dòng thời gian nó nhiều quá. Buổi sáng thì mọi người chú ý nhá, mình cho ăn vào lúc 8 giờ sáng và buổi chiều vào 2 giờ chiều. Còn ban đêm là mình không cho ăn nhé. Có nhiều người hỏi mình là ban đêm mình cho bồ câu ăn có ăn thêm có được không. Thì mọi người cũng có thể hiểu rõ là ban đêm là cái khoảng chim bồ câu nó bắt đầu nó đẻ trứng ấy, lúc 5-6 giờ mọi người nhá. Thì lúc đó chim bồ câu đẻ trứng mà mọi người bật điện vào ấy, mọi người đi vào thì con chim bồ câu nó gọi là nó đập cánh rồi nó nhảy lên, nó có thứ nào nhìn nó hỗn loạn lắm. Chính vì vậy nên là nó bị vỡ trứng.
nên là mình không thể nào vào cho ăn ban đêm được. Với lại là ban đêm tập tính của chim gà đó có thứ nó đâu có ăn đâu anh em. Thì mình chỉ cho ăn một ngày hai lần thôi. Và một lần thì mình cho ăn tầm khoảng 2 nắm thôi anh em, chứ mình không cho ăn nhiều nhá. Đối với những cặp chim mà câu non á, mình càng cho ăn nhiều thì nó sẽ chết đấy nhá. Tại vì nó không tiêu hóa được và nó bị trướng bô diều lên thì nó sẽ bị bệnh và nó sẽ chết. Và cái nội dung này thì mình đã làm video để cho anh em xem rồi. Thì việc chim, nuôi chim bồ câu ở trại mình là nuôi theo hình thức công nghiệp anh em ạ. Đây, anh em có thể thấy này, là mình nhốt ở trong lồng nhá. Và cặp nào thì nó sẽ ra cặp đấy anh em ạ. Còn buổi tối thì 5-6 giờ thì mình sẽ đi lượm trứng, mình bỏ vào máy ấp trứng. Còn những con nào mà nở thì buổi sáng thì mình sẽ mang nó ra mình ghép cho chim bố mẹ nuôi. Và một cặp bố mẹ thì nuôi tầm khoảng 2 đến 3 con chim mà câu con. Thì chính như vậy nên là nó rất là hiệu quả. Cũng như là nó mình tận dụng được cái khoảng thời gian những cái cặp chim mà nó chỉ để đẻ thôi á. Con nào nuôi thì nuôi cực siêu luôn, con nào để đẻ thì đẻ rất là nhiều, nên là mình tạo thành một cái vòng tròn khép kín là nó như vậy. Nên là anh em đến trại của mình, anh em cứ thấy chim bồ câu ra làng là xuất đi liên tục, cũng như là trứng ở trong máy ấp trứng lúc nào cũng rất là nhiều là như vậy. Thì nhiều anh em hỏi mình về cách nuôi chim bồ câu làm sao cho hiệu quả lắm. Thực ra là mình cũng vận dụng những cái kiến thức và cái khả năng cũng như là cái kinh nghiệm của mình để mình truyền đạt cho anh em xem để làm sao nuôi chim bồ câu cho nó hiệu quả. Thì về cái giống chim bồ câu thì rất là nhiều người nói chung là nuôi hoặc làm bất cứ cái gì thì cái quan trọng nhất là cái giống. Đối với những anh em nào mà cứ ham mà giống nó rẻ thì mình nuôi nó rất là khó thành công được. Tại vì cái giống nhiều khi mình thấy nó to đấy, nhưng mà thực ra đó là chim nó cũng đã gần thải rồi đấy. Thì mình nuôi về tầm khoảng một thời gian ngắn thì nó lại không đẻ nữa. Thì lúc đó mọi người chỉ có thể bán chim thịt thôi. Hoặc là đối với những cái anh em mà nuôi mua phải những cái cặp chim giống mà nó về mà nó được trước đó nó được nhét cám nhiều á, thì về nó sẽ không ăn và nó đã trướng bồ diều, thì trong một khoảng thời gian ngắn thì nó sẽ dẫn đến cái việc nó bị chết. Nên là nhiều người khi bắt chim bồ câu về nuôi mà nó bị chết là như vậy anh em nhé. Tại vì mình cứ không có chú trọng là về cái chất lượng con giống á. Thế nên là nhiều người khi mà bắt chim bồ câu về nuôi là nó bị chết là như vậy. Cái nguyên nhân chính nó là như vậy đấy. Nên là nhiều người hỏi mình là tại sao mà bắt chim chỗ này chỗ kia về khoảng vài ngày sau bắt đầu nó chết dần, và một tháng nó chết rất là nhiều. Thì mình có trao đổi là con giống nó là cái việc quyết định đến cái việc là con chim bồ câu nó có sống khỏe hay không. Khi mà mình lựa chọn được con giống thì về mình bắt đầu mình chăm sóc nó, cũng như là mình cho ăn nó như thế nào để nó sinh trưởng và phát triển tốt. Và ngoài ra thì mình cũng phải cho ăn hợp lý để làm sao con chim bồ câu á anh em, nó đẻ nhiều nhá. Thì nếu mà mình nuôi chim bồ câu mà con chim đó nó không đẻ là mình không có lời nhá. Cái lời chính ở trong việc nuôi chim bồ câu đó là nó tạo ra con chim bồ câu ra ràng. Và sau đó mình sẽ bán con chim bồ câu ra ràng đó đi thì mình sẽ tạo được lợi nhuận cho mình. Chứ gặp chim bồ câu về mà nó không đẻ là anh em cũng thua luôn á. Hoặc là mình mua chim bồ câu già thì về mình nuôi một thời gian ngắn mình thải đi cũng như không. Rất là nhiều người hỏi mình là cặp chim bồ câu nó nặng bao nhiêu ấy. Thực ra là mình nghe mình cũng rất là buồn cười. Mà tại sao mọi người mua chim giống mọi người lại cứ hỏi đến cân nặng nó làm gì cả. Tại vì khi mà mình ra một con chim nó quá là to, quá là nặng thì anh em cũng thừa hiểu đó là một con chim già rồi. Không có một con chim nào mà đang vào độ tuổi mà gần vào đẻ mà nó nặng to đùng như thế này anh em. Anh em có thể thấy trên màn hình những cặp chim này là chim giống đẻ được khoảng 1-2 năm anh em nhé. Thì cái trọng lượng của nó mới khổng lồ như thế này. Chứ mà chim mà bắt đầu vào đẻ lứa đầu thì kích thước và với trọng lượng của nó sẽ khác anh em nhé. Mình nhìn vô mình biết liền. Thì mình về cái việc nuôi chim bồ câu á, thì mình hay trao đổi với anh em á. Có nghĩa là mình nuôi làm sao nó vừa đơn giản nhưng mà nó phải hiệu quả làm sao để cao nhất. Chứ anh em, nhiều anh em đến trại mình thấy mình toàn đi chơi thôi. Nhưng mà trại chim của mình lúc nào vô cũng rất là chất lượng. Thực ra là mình tranh thủ thời gian mình trộn cám cho nó ăn này, rồi
6 tháng thì mình sổ run một lần, thế thôi. 2 tháng thì mình vệ sinh chuồng một lần, còn đâu là mình thời gian rảnh mình rất là nhiều. Chính vì vậy mình nên mình mới làm video để cho anh em xem được, chứ nhiều người, những anh em khác là bận quắn cả đít lại là không thể nào mà mình làm được đâu. Đối với những cặp chim bồ câu nào mà nó đẻ 4 quả thì anh em phải xác định rõ đó là mình đã ghép nhầm 2 con mái anh em nhé. Rồi thì ngay bây giờ thì mình sẽ cho anh em xem là chim bồ câu nó ăn như thế nào này. Đây là mình rải cám cho nó ăn anh em nhé. Thì cám ở trại mình là cám con cò và bắp trộn lại với nhau. Và mình cũng khi mà anh em trộn lại với nhau thì mình có thể cho thêm một khi mà anh em cho nó sổ run thì em đổ thẳng vào thức ăn, còn nếu mà bình thường thì mình trộn không thôi. Thì anh em có thể thấy này, chim bố mẹ hoặc là chim bồ câu ra ràng nó rất là to, mặc dù là nó chỉ ăn có cám và bắp thôi. Còn những trại khác thì nuôi bằng như thế nào mình không biết. Còn ở trại của mình thấy nuôi thế này là cực kỳ chất lượng và nó tiết kiệm được chi phí luôn mọi người. Và mình nghĩ rằng cái việc mà mình chăn nuôi mà mình đạt được 2 mục tiêu kép, có nghĩa là mình giảm thiểu được cái chi phí mình bỏ ra nhưng mà mình thu lại cái lợi nhuận của nó vẫn cao, thì như vậy mới là chất lượng. Còn những anh em khác, anh em cho ăn nào là gạo này gạo kia rồi cái này cái kia, nhưng mà cái chất lượng đầu ra của nó không đảm bảo, thì có nghĩa là anh em cái lượng tiền về tiền lời đấy thì anh em nó sẽ bị ít hơn nhá. Còn trộn nó như thế nào thì chút xíu mình sẽ cho anh em xem luôn. Còn đây là cặp những cặp chim bồ câu giống anh em nhé. Câu giống mình nhập về mà mình thả vào chuồng quần thể này, thì tầm khoảng 1-2 ngày nữa thì mình sẽ ghép cặp rồi mình bắt nó vô ở trong cái chuồng nuôi riêng lẻ để nó đạt hiệu quả sao cho nó cao nhất. Để anh em có thể thấy này, những cặp chim mình titan siêu thịt của Thái mình nhập về là nó trông rất là khổng lồ luôn. Và khi mà mình bắt số lượng rất là lớn này, mình thả chung bài này thì có những con nó bắt cặp sẵn với nhau á. Thì buổi tối mình sẽ lấy cái vợt, mình vợt nó và mình bắt nó vào trong cái chuồng nuôi nhốt kia. Thì nói chung là tỷ lệ chính xác chống mái của nó là lên đến 100%. Nó sẽ không có bị lẫn lộn. Hoặc là đôi khi có những cặp chống mái mà mình nuôi nó vẫn đánh nhau anh em nhé. Nó vẫn đánh nhau. Ngoài ra thì cũng có cái sự nhầm lẫn. Có nghĩa là chống, có khi mình ghép 2 con trống vô cùng một chuồng, hoặc là 2 con mái vô cùng một chuồng. Chính vì vậy nên là có xảy ra những cái tình huống nó dở khóc dở cười, có nghĩa là đến tháng đẻ phát hiện ra ở trong cái ổ của nó có 4 quả trứng. Và nhiều người cứ nghĩ rằng lần này nó đẻ thêm cho mình 2 quả trứng là như vậy là mình đã có lời. Nhưng mà thực ra là không phải, 2 quả trứng, 4 quả trứng nó sẽ không nở ra nhé, tại vì nó không có trống mà. Thì đấy. Còn nuôi chim quần thể này thì mình sẽ cho nó ăn cám vào những cái chuồng to như thế kia anh em nhé. Có gì nó sẽ ăn chung với nhau luôn. Còn vài ngày nữa mình tách ra và mình nuôi nó vào cái chuồng một mình một cặp á. Thì mình sẽ cho nó ăn riêng. Anh em có thể thấy không? Những cặp chim nó rất là to luôn. Và 2 con này là chắc chắn là một cặp đây anh em này. Đấy. Có nhiều cặp mà mình nhập về nó đẻ luôn ở trong cái này anh em nhé. Nó đẻ luôn ở trong cái chuồng quần thể mình tạo ra này. Và ngoài ra cái chuồng quần thể này mình làm còn có cái mục đích là những cái cặp nào nó hay đánh nhau ấy, thì mình thả nó luôn vào đây này. Thì sau đó mình phân nó ra thì nó tự ghép cặp cho nó, và cái tỷ lệ thành công của nó là cũng cao đấy. Nói chung là nó sẽ không bị nhầm lẫn. Và bắt cặp thì nó sẽ không đánh nhau nữa. Nên có nhiều anh em cứ hỏi mình là cái tuyệt chiêu như thế nào để ghép cặp chim mà nó không đánh nhau á. Thì đó, mình đã chỉ anh em rất là nhiều rồi. Và cái chuồng quần thể nó đối với mình thì nó có 2 cái tác dụng như vậy. Nghĩa là khi mà mình nhập chim về, cái dòng titan siêu thịt của Thái về đấy, thì mình thả luôn vào đây này.
thì khoảng 1-2 ngày sau thì mình sẽ mang nó ra, bắt cặp nó ra trong nuôi nhốt riêng. Và ngoài ra thì có những cặp nào mà nó đánh nhau thì mình thả nó vào đây để nó lựa cặp mới cho nó. Đó, chính vì vậy nên là cái cách làm của mình là như vậy. Còn đối với những anh em khác thì không có điều kiện thì có thể là anh em nuôi luôn ở trong cái chuồng quần thể này thì cũng được. Nhưng mà năng suất của nó thì ví dụ như là mình nuôi nhốt riêng lên kia 100% thì mình này thì tầm được khoảng 90% anh em nhé. Về cái ưu điểm mà nuôi nhốt với nuôi quần thể thì mình cũng đã từng làm video rồi để cho anh em xem về việc nuôi như thế nào thì nó sẽ ok hơn. Mặc dù là nuôi quần thể này thì nó ít tốn chi phí thật. Có nhiều những cái khu vực ở miền Tây là họ mua cái lưới bằng nhựa anh em nhé, bằng nhựa. Ở trại mình đây là bằng lưới B50 bằng thép. Có nhiều chỗ không nuôi bằng nhựa, họ nhốt họ quay lại bình thường thôi, họ vẫn nuôi. Thì nói chung là cũng vẫn có đạt năng suất chứ không phải không. Thì theo mình hay nói đó là nuôi theo kiểu tạm bỡ đấy, nhưng mà cũng vẫn đạt hiệu quả. Nhìn chung là tùy theo cách nuôi của mỗi người thì họ sẽ có cái cách nuôi chim bồ câu khác nhau. Mình không có ý quy chụp, nhưng mà đối với mình thì nuôi chim bồ câu mình phải xác định đó là mình nuôi theo cái mô hình như thế nào thì mình sẽ làm ăn theo kiểu lâu dài hơn. Ở trại của mình thì mình đối với con chim bồ câu ra ràng của mình thì mình xuất đi rất là dễ. Và rất là nhiều nhà hàng và hệ thống của mình thì cũng khi nào đẩy chim đi cũng rất là ok cả anh em. Đây, cám đây anh em này. Còn về tỷ lệ trộn cám với bắp thì cám 6 và bắp 4 anh em nhé. Và ở trại mình đang sử dụng là cám con cò, cám gà đẻ đấy, cho chim bồ câu ăn. Và cái cám này thì nó có cái chất gọi là kích thích để con chim bồ câu nó nhanh đẻ. Chứ những anh em khác nuôi chim bồ câu mà cho ăn những cái không cho ăn những cái loại cám như thế này thì nó rất là lâu đẻ anh em nhé. Lâu đẻ thì mình sẽ lâu quá lời thôi. Anh em nhớ kỹ là tỷ lệ trộn cám là 64 nhá. Và cám 6 và bắp là 4.